cầu xin Phật cho qua biến cố này thì họ hay cạo đầu điều đó có đúng không sư và có tác dụng không nếu việc cạo đầu này là đúng thì nên cạo đầu ở chùa có làm lễ đàng hoàng hay chỉ cần làm ở nhà xin thưa với quý vị đó nếu như mà có mỗi lần có biến cố nào mà mình cạo đầu mà nó qua chuyện á thì chắc cái ông sư khỏe nhất à, khỏi phải lo những cái biến cố ừ. à, lúc nào mà khỏi lo cái chuyện là không có cư sĩ hộ đồ à, khỏi lo cái chuyện là bị người ta chửi khỏi lo cái chuyện là bị người ta làm khó dễ nhưng mà có được như vậy hay không à, muốn cầu sinh phật Quý vị nên hiểu như thế này nè. Giả sử như mà mình làm một cách gì đó mà mình cầu xin được Phật ấy. Thì Đức Phật đã cứu mình hết rồi. Và không có mình ngồi ở đây bây giờ đâu. Mình đã giác ngộ giải thoát hết rồi. Đức Phật chỉ là người chỉ đường. Cái công của người chỉ đường nó lớn lắm lớn đừng có đánh giá thấp. Bởi vì nếu như không có người chỉ đường thì mình sẽ không có biết đường mình đi. Nhưng mà Đức Phật chỉ là người chỉ đường và chỉ dừng ở đó thôi. Còn cái việc đi được hay không là do mình. À, à, nếu như quý vị nghĩ đó là Đức Phật giúp được mình cái gì đó, thì không lẽ bây giờ khi mình cầu Phật cũng giúp tức là ngày không có tự bi. Có nhiều người họ họ chửi cái tôn giáo tất cả các loại tôn giáo đó là gì à, làm một cái người mà làm tôn giáo rất là dễ đó là khi mà cầu xin được cái gì đó cầu xin mà được á thì do ơn trên phù hộ mà cầu xin mà không có được á thì do mình chưa đủ lòng thành cái kiểu lý luận đó thì phải nói là nó ăn sâu vào tiềm thức của rất là nhiều người suy nghĩ chúng ta nên tránh đi đức phật không có chuyện là ngài giúp mình được cái gì đâu bởi vì có um, lần bà quý sa kha xin phật um, cho ông ân huệ được cái này được cái kia thì đức phật uh, có nói như thế này như lai là bậc đã đi ra khỏi mọi sự ước muốn Tức là mình không có cần phải cầu sinh, không có cần phải cầu sinh. Đức Phật chỉ là người chỉ đường, chứ Ngài không trực tiếp giúp đỡ bất cứ ai. Nhớ dùm chuyện đó. À nhớ dùm chuyện đó. À, cho nên là quý vị có cầu sinh Phật á, mà giả sử như Phật còn tại thế thì Ngài cũng không làm được cái gì. Quý vị nhớ dùm là trong cái trường hợp mà dòng tộc Thích Ca bị diệt á, đức Phật ngài cũng đâu có cứu ai, ngài cũng đâu có làm gì, ngài chỉ đứng ra là ngài à, ba lần ngài à, cản à, vua lưu ly khi mà cái nghiệp của dòng tộc thích ca chưa có đến, nhưng mà khi nghiệp dòng tộc thích ca đã đến rồi đó thì Phật không có cản nữa, đấy, cho nên không có chuyện là mình cầu xin Phật rồi cho qua biến cố này đâu ha, cái thứ hai là Đức Phật đã nhập niết bàn rồi có một số cái nền tư tưởng họ không có cam tâm khi mà nói đức phật nhập niết bàn cho nên nó họ vẫn cho rằng đức phật còn ở đâu đó thực tế không phải ngài đã nhập niết bàn rồi thì làm sao ngài có thể giúp được mình chỉ có như thế này nè khi mà quý vị cúng dường phật ấy quý vị nghĩ tưởng đến thứ nhất là quý vị nghĩ tưởng đến ân đức của phật bản thân cái việc nghĩ, quý vị nghĩ tưởng đến ân đức của phật ấy nó đem lại công đức và cái công đức đó nó sẽ giúp cho quý vị vượt qua những khó khăn. Cái thứ hai là khi quý vị cung kính đối với Đức Phật, quý vị cũng tạo nên công đức. Và bản thân cái việc quý vị tạo nên công đức đó thì cái công đức đó nó sẽ giúp quý vị vượt qua khó khăn. Chứ không phải Đức Phật giúp cho quý vị vượt qua khó khăn. Nhớ dùm cái chuyện đó, hai chuyện đó là hai chuyện khác nhau. Nha. ờ uh, và cái chuyện mà cạo đầu á uh, như sư nói nó không giúp ích gì được hết ờ uh, có nhiều uh, có một vài lần á một vài phật tử đến uh, sinh sư là uh, giờ xui quá cạo đầu cho nó bớt khổ sư nói nếu như mà làm được thì mấy ông sư là nó khỏe nhất tại mấy ông sư là nửa tháng cạo đầu một lần mà sự thật thì nó không có như vậy nha sự thật thì nó không có như vậy cho nên cái chuyện của vị cạo hay không cạo nó không dính dáng gì nhưng mà nó như thế này nè khi quý vị gặp sự cố trong cuộc sống á mà quý vị muốn vượt qua những cái biến cố này nó có nhiều cách nó có nhiều cách à, một trong số những cách đó sư đề nghị quý vị á, là hãy làm những cái việc công đức và khi quý vị làm những việc công đức như vậy đó quý vị hãy hồi hướng hồi hướng đặc biệt là cho hàng chư thiên ở gần đó đó thì khi mà chư thiên và những loài phi nhân mà hưởng được cái phước hồi hướng của quý vị đó thì có khi họ nghĩ là cái việc này đó nếu như họ giúp được thì họ sẽ giúp còn không được thì thôi rồi một cái vấn đề nữa khi quý vị gặp những cái biến cố trong cuộc sống thì hãy suy nghĩ rằng mình có tạo cái ác nghiệp gì tương tự để mà mình phải chịu cái cảnh này hay không? À, sư nói hoài ví dụ như có lần ấy khi còn là cư sĩ à, sư bị mất tiền mất tiền à, thì khi đó có nghĩ rằng mình có tham mình có từng tham tài sản của người khác hay không và khi thấy rằng là mình có thì mình biết là cái chuyện mình gặp được là cái chuyện đương nhiên đấy rồi có lần có lần khi mà còn cư sĩ sư có đến một cái một cái xóm một cái xóm nghèo mà cái xóm ở quận năm vì biết là cái quận năm mà cái thời cách đây cả cái năm 2000 ấy à, nổi tiếng lắm ạ ừ. nhất là cái khu mà cầu cầu gì sư quên mất tiêu rồi đấy à, cái khu ở cái ở bờ ở bên kinh đó, ở bên kinh à, bên cái bờ kinh mà là cái khu làm vàng mã đó nói chung đó, là cũng phức tạp lắm à, thì có lần sư đến thăm nhà người thân đó, đó sư để quên cái xe máy ở ngoài mà ngủ ngủ lại đó tới sáng ngày mai sáng hôm sau rồi ừ, trước đi về đó mới sực nhớ chích cha cái xe hôm qua mình không có dắt vào nhà để ở ngoài chắc mất cha nó cái xe này nhưng mà khi mình đi ra ngoài như vậy đó thì tôi thấy cái xe nó vẫn còn nguyên <laughs> cái xe nó vẫn còn nguyên thì khi à, đó mình mới nghĩ là à, mình đã mình có tạo cái nghiệp là mình bố thí hoặc là mình không có tham tài sản của người khác hay không và nghĩ là có à có đúng là mình có làm cái chuyện đó tức là mình đã từng không có tham tài sản của người khác thì nhờ như vậy bây giờ tài sản mình không có bị mất thì khi nghĩ như vậy tự nhiên mình nhẹ lòng nhưng mà đương nhiên không có ý y không có ý y bởi vì sao bởi vì có một vài lần thì mình cũng có tham và một vài lần có tham đó nó có thể dẫn đến chuyện mình bị mất mất tài sản đấy và sư từng chứng kiến rất là nhiều người họ tham tài sản của người khác và cuối cùng nó lại dẫn đến cái nghiệp đó là họ thường xuyên bị mất mát tài sản nhé yeah, nó có rồi có những người mà họ thường hay nói xấu sau lưng người khác thì họ lại bị cái nghiệp là họ bị người ta hiểu lầm hoặc thậm chí là bị người ta vu khống à, cho nên ấy, khi mà mình gặp những biến cố gì hãy suy nghĩ của mình có tạo cái nghiệp tương ứng như vậy hay không nếu mà có đó thì mình phải nghĩ lại à